chưa làm được. Nói ra chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay đại nguyên số chương định tửng tiết hy sinh. Rồi sau đó ông Nguyễn Hữu Quân lại bị bắt. Ôi dẫn nước đang ngàn cân treo sợi tóc, vậy mà triều đình lại cắt đất chân cho giặc, bắt ta cùng tướng sĩ phải đền binh à. Để quân cơ còn mất giới sang hà, ơn vua nợ nước, thiên hổ dương này làm cơ sao được. Vậy thì ngài hãy trọng lấy bức mật thư này và hãy tất kỳ yểm cầu. Ngài bắt chúng ta cái yểm cờ giấu trống trong khi nghĩa quân đang đi thấy mừng mừng, thì tại sao, tại sao ngài bắt bao quân tướng sĩ với đinh nhân? Ngài hãy về đọc kỹ bức thư và làm theo quân lệnh. Ngài hãy về đọc kỹ bức thư và làm theo quân lệnh à. Xin tuân lệnh.